Cách đây 2 năm, Danny Medvedev là người chặn đứng cơ hội giành Calendar Slam của Novak Djokovic tại New York. Và đó chính là cơ sở để tay vợt người Nga mơ tới ngôi quán quân một lần nữa khi gặp lại Nole vào đêm qua. Thế nhưng, Novak Djokovic lại cho thấy phong độ chói sáng đến khó tin ở tuổi 36. Tay vợt người Serbia duy trì những gì tốt nhất của mình và biết cách tung ra những pha bóng mang tính quyết định đúng thời điểm. Phía bên cứ lưới, Medvedev cũng chơi cực kỳ nỗ lực, nhưng giữa hai tay vợt dường như vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định về đẳng cấp và phần nào đó là bản lĩnh thi đấu. Những gì khó khăn nhất với Djokovic trong trận đấu này đến ở set 2 khi Nole bị đối thủ kéo vào loạt tiebreak và chỉ có thể giành chiến thắng sau 104 phút. Còn ở các set còn lại, hạt giống số 2 áp đảo hoàn toàn bằng lối chơi tiếp cận lưới của mình. Tay vợt người Serbia mang về 37 điểm trong tổng số 44 lần lên lưới. Và cùng với đó là số lỗi đánh hỏng ít hơn Medvedev, Djokovic giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-3, 7-6 và 6-3. Chức vô địch này đánh dấu kỷ lục 24 Grand Slam ở nội dung đơn nam cho Novak Djokovic. Và tay vợt người Serbia cũng đã cân bằng cột mốc của Margaret Court. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, tạo nên lịch sử môn thể thao này là điều thực sự đặc biệt và phi thường. Danh hiệu này rõ ràng có ý nghĩa cả thế giới với tôi. Lúc nào, tôi cũng nói mình thực sự đang sống trong giấc mơ từ thuở thơ ấu khi thi đấu ở mức độ cao nhất của môn thể thao đã cho tôi và gia đình mình rất nhiều. Andy, dù năm nay đã 36 tuổi và còn từng bị cấm thi đấu vì không đáp ứng hộ chiếu vaccine 2 năm gần nhất, nhưng Djokovic thay vì nói thì tay vợt người Serbia quyết định làm để chứng minh cho mọi người thấy dù có nhiều thử thách thế nào, đó cũng chỉ là yếu tố giúp cho Nole ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau 2 năm, cuối cùng tôi cũng đã trở lại đây. Tôi không hề cảm thấy giận dữ một chút nào. Tôi cảm thấy may mắn khi mình có mặt ở mùa giải năm nay. Điều tôi làm sẽ là tập trung cho tứ quần vợt tốt nhất của mình tại đây.